là mù. Nhảy đây, nhảy đây. Chỗ quá hả? Ừ đó. Không ngồi giả chơi ghi nha các bạn. Chê còn gọi là bạn ăn đào nữa. Vậy hả? À, dễ đi. Hai quả luôn nha. Rồi đứa các bạn coi với. Ông mới vẽ được hai hình tròn nha các bạn. Rồi bây giờ vẽ hai cái cọng. Vẽ hình tròn nè. Hai cái cuốn đi. Thôi đừng vẽ hình tròn đó. Vẽ hai cái cuốn mình tới giờ ghi đi. Đó, đá này giống như này. Đừng có đè mạnh quá nha. Ừ, đúng rồi, chút xíu rồi. Rồi vẽ lên. Rồi. Đỉnh đè mạnh quá, đỉnh đè mạnh quá. Rồi, đúng rồi. Tới bên đây, cuốn bên này nó hai cuốn nó dính lại luôn nha. Này, dính lại giống này nè. Đỉnh đè mạnh quá nha. Nhẹ nhẹ thôi. Đó, xuống cái trái luôn, xuống cái trái, cong xuống, cong xuống. Rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Rồi, tiếp. Ấm ấm rồi nha, đừng có dày quá nha. Chưa đứng đè mạnh quá nha. Tiếu thì còn nhồi vậy nè. Rồi tới cái lá, cái lá ở trên lá cây nhá. Được lá dòng trâu nhỏ xíu vậy hả? Đưa các bạn coi với, đưa các bạn coi này với. Ngồi dễ đâu, dòng trâu nhỏ xíu. Rồi tiếp vẽ cái lá đi. Mình cho giúp con gì đó, con vẽ được mà, con vẽ được mà. Mình cho giúp. Còn ba vẽ một cái, còn vẽ một cái nha. Rồi, lấy con vẽ ở bên đây đi. Dạ. Vẽ cái lá các bạn ơi. Ừ, gành lằn vỡ nó. Ờ, đó, vậy đó, được rồi đó. Rồi, đưa các bạn coi nhé. Ngồi đây vẽ tông hai cái lá luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô màu. Thôi đi. Giữ, thôi giữ người ta. Ơ nhẹ nhẹ thôi, đừng đè mạnh quá nha. Mạnh quá lủng giấy á. Đừng, nhẹ nhẹ thôi. Tối, tối. Đừng đè mạnh. Chưa. Ngồi đang tô màu quá chơi ghi nha các bạn. Đâu có nấu cái gì hết. Nói cho các bạn nghe chứ. Bạn không biết con đang làm gì. Đừng đè mạnh quá nha. Đỉnh đè mạnh quá lủng. Rồi một trái, một trái nha các bạn. Các bạn ơi, mình cho được một trái. Rồi một cái nữa. Quả này bự hơn nha, quả này bự hơn quả nãy nha. Cậu bé ơi, là cậu bé. Nhìn tắt là mặt phải đó. Thôi thôi nhớ tâm đi. Đừng đè mạnh quá nha, nhẹ nhẹ thôi. Là nó cay. Nhớ đừng đè mạnh quá nha. Ừ. Dạ. Mỗi đêm tôi rất là tích cực nha các bạn. Mình chơi giúp cho phụ. Con to đi. Con bắt hướng dẫn thôi, con bắt không làm. Rồi, nhẹ nhẹ thôi, đừng có đè mạnh. Ừ. Một sách tôi xong quả chơi ghi bự khổng lồ nha các bạn. Không có khổng lồ lắm. Đâu ạ? Rồi, thôi đi. Ngồi đang quay lá. Nhẹ, thôi, nhẹ thôi nha. Bẹp xuống đi. Rồi bẹp đâu thấy. Đừng thấy con bò. Rồi, xong nha. Giờ các bạn coi nhé. Hai quả chơi ghi của ông Mội nha các bạn.
Bây giờ ngồi sao tô cái lá. Đi lên nè. Ừ, là giấy nó mỏng. Rồi con tô cái lá, hãy cuốn đi. Cuốn màu gì? Lá màu gì? Tô vô. Tô muốn tô một xanh lá đậm nè. Lấy bằng xanh lá đậm tô. Hai con voi, bây giờ màu tô, giờ con voi, giờ con mèo. Trời ơi, con mèo là giờ màu tô. Ê, đau tôi. Nhẹ nhẹ thôi nha, để các bạn coi nhớ, đừng che lại. Các bạn coi nữa. Rồi, thôi, đừng có đè mạnh quá nha. Để chú lên. Ừ, vậy được rồi. Bên đó nè, bên trang lá nhỏ, bên xin mồi. Lá xin mồi. Lá bên đây là lá anh hai. Rồi, tới cái cuốn, hai cuốn nha. Rồi, mỗi sắp tôi xong rồi nha các bạn. Chờ gì nữa, sắp tôi xong luôn. Đừng đè mạnh quá nha.